Đây là sản phẩm của ngày hôm nay, sâu mường, trứng của sâu mường, Nhộng. nhộng của sâu mường. Hôm nay ngày nghỉ chủ nhật thứ bảy đi kiếm một ít cải thiện. Nó nở hết rồi, vài ngày nữa. Vài ngày nữa nó mới làm đúng rồi. Hôm nay đã đủ hết chai rượu rồi đấy. Đây, chúng ta cho một ít dầu và chiên nó lên. Đảo qua chiên lên. Chiên lá chanh. Sau đó bỏ lá chanh vào cho thơm. Mình rang lá chanh. Quá ngon rồi. Bỏ một ít nước mắm vào. Đây, và đây là thành phẩm của một ngày nghỉ. Hôm nay cũng không được nhiều lắm. Nói chung là đủ bữa. Mời mấy anh em đến nhậu cho vui. Wow, ngon tuyệt vời luôn. Đâu món chủ lực đâu con? Chúc con đi. Đây là bạn Nhiên. Hôm nay bạn đi làm vất vả lắm. Cũng trưa cũng mệt rồi, thôi mời cả nhà ăn cơm. Mời mọi người ăn cơm. Cơm rau đạm bạc. Đặc sản đấy, đúng không? Ngon nhất cái đĩa đây thôi, đúng không? Chỉ vậy thôi. Đây là sâu muồng nha các bạn. Đây, chính xác là sâu muồng đây. Rất nhiều đấy. Nếu nào không ăn được sâu thì chắc là khó đấy. Sâu này nó cuốn thành kén rồi sau đó nó nở thành bướm. Mùa Tây Nguyên là đang là mùa sâu muồng. Một chú khỉ cũng đi bắt nơ, bắt sâu luôn. Khỉ nâu. À, nó treo lên đi. Khỉ nâu đi bắt sâu. Là gia đình đi chơi. Hôm nay đi bắt sâu muồng. Việc kiếm sâu mường không hề dễ dàng tí nào các bạn ạ. Không phải cây nào cũng có. Đây nhiều bướm bướm nhưng mà đây là bướm bướm đã nở mất rồi, sâu mường đã nở mất rồi. Thường thường là nó nằm ở dưới lá này, này. Nhưng mà hôm nay có vẻ là hơi đen đủi. Đây 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 rồi, có một con đây rồi.
Đây chính là con nhộng của nó các bạn này. Chúng mình sẽ lấy con này này. Con này ăn rất là ngon này. Nhưng không phải ai cũng ăn được đâu. Bạn nào ăn được thì mới ăn được nhé. Không ăn được là... Hơi mờ một chút này. Có nhiều bướm bướm luôn. Cái bạn khỉ này nghịch quá. Đây là cây muồng này các bạn ạ. Đây là cây muồng này là trồng tiêu đấy. Để tiêu nó leo vào đây. Chú khỉ cũng leo luôn. Ở đây là mới được có mấy con này này. Đây là có mấy con sâu muồng. Vít cái cành này xuống cho em. Nó sắp nở rồi. Chưa, hay ở đây. Ồ, đi cả buổi sáng này, giờ mới có cái cây này nhiều vô cùng luôn. Một, đây này. Một cành mà đến lật vài lên. Vài con luôn. Lật lên cho mọi người thấy này. Đấy, đây là đấy, sâu đấy. Nhộng buồng. Đây là nhộng, đây là con nhộng của nó đấy. Đây, chính xác của nó đây. Ngon chưa các bạn? Nhiều người chắc là không dám ăn đâu. Không phải ai cũng dám ăn cái này. Đây. Đây là sản phẩm của ngày hôm nay, sâu muồng, trứng của sâu muồng. Nhộng. Nhộng của sâu muồng. Hôm nay ngày nghỉ chủ nhật thứ bảy, đi kiếm một ít cải thiện. Nó nở hết rồi, vài ngày nữa. Vài ngày nữa nó mới làm đúng rồi. Hôm nay đã đủ hết chai rượu rồi đấy. Rồi, chúng ta cho một ít dầu và chiên nó lên. Đảo qua chiên lên. Chiên lá chanh. Sau đó bỏ lá chanh vào cho thơm. Mình rang lá chanh. Khá ngon rồi. Bỏ một ít nước mắm vào. Đây, và đây là thành phẩm của một ngày nghỉ. Hôm nay cũng không được nhiều lắm. Nói chung là đủ bữa. Mời anh em đến nhậu cho vui. Wow, ngon tuyệt vời luôn. Đâu món chủ lực đâu con? Ở chỗ con đi. Đây là bạn Nhiên. Hôm nay bạn đi làm vất vả lắm. Cũng trưa cũng mệt rồi, tôi mời cả nhà ăn cơm. Cùng mọi người ăn cơm. Cơm rau đạm bạc.
đặc sản đấy đúng không? Chỉ vậy thôi.